Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 23 Bóp nát quả cam, sách tiếng Việt lớp 2 mới tập 2, kết nối tri thức với cuộc sống. Các con mở sách giáo khoa trang 100 để chúng mình bắt đầu giờ học. Các con có thể nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà con biết. Các con quan sát xem suy nghĩ của các con có giống với của cô không? Đây chính là anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng và anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toàn và còn rất nhiều anh hùng khác nữa. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toàn qua bài đọc Bóp nát quả cam. Các con nghe cô đọc mẫu. Bóp nát quả cam, giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết, xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu: cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, vua ban cho Quốc Toàn một quả cam. Quốc Toàn ấm ức bước lên bờ. Vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ? Theo Nguyễn Huy Tường. Trong bài có một số từ khó, các con luyện đọc: giả vờ, xâm chiếm, cưỡi cổ, nghiến răng. Cô mời các con đọc lại. Cô mời các con luyện đọc câu khó. Đợi từ sáng đến trưa vẫn không được gặp, cậu bèn liều chết, xô mấy người lính gác ngã chúi xăm xăm xuống bến. Câu tiếp theo: ta xuống xin bệ kiến vua, không kẻ nào được giữ ta lại. Quốc Toàn tạ ơn vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức. Vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Cô mời các con đọc lại. Các con đọc cho cô mục giải nghĩa từ, chính là phần từ ngữ ở trang 101. Giặc Nguyên có nghĩa là gì? Giặc Nguyên
là triều vua Trung Hoa năm 1279 đến năm 1368, ba lần xâm lược nước ta đều thua. Ngang ngược có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì. Trần Quốc Toàn sinh năm 1267, mất năm 1285, một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên. Thuyền rồng, thuyền của vua có chạm hình con rồng. Đây là Trần Quốc Toàn và hình ảnh thuyền rồng có chạm hình con rồng. Bệ kiến có nghĩa là gặp vua. Vương hầu là những người có tước vị cao do vua ban. Bài bóp nát quả cam được chia làm 4 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho đến xăm xăm xuống bến. Đoạn 2 tiếp theo cho đến xin chịu tội. Đoạn 3 tiếp theo cho đến ban cho Quốc Toàn một quả cam. Đoạn 4 tiếp theo cho đến hết. Bây giờ chúng mình luyện đọc từng đoạn cùng với cô. Bóp nát quả cam. Đoạn 1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Đoạn 2. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu. Cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội, nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, vua ban cho Quốc Toàn một quả cam. Quốc Toàn ấm ức bước lên bờ, vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước, nghĩ đến quân giặc ngang ngược. Cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ? Theo Nguyễn Huy Tường. Các con bấm dừng video để chúng mình luyện đọc lại từng đoạn. Đọc xong, chúng mình lại bấm tiếp theo. Cô mời các con đọc lại toàn bài cùng với cô. Bóp nát quả cam. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu, cho giặc mượn đường làm mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội, nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, vua ban cho Quốc Toàn một quả cam. Quốc Toàn ấm ức bước lên bờ, vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước, nghĩ đến quân giặc ngang ngược. Cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ? Theo Nguyễn Huy Tường. Chúng mình vừa luyện đọc rồi, bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần trả lời câu hỏi của bài. Câu hỏi 1. Trần Quốc Toàn xin gặp vua để làm gì? Các con đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2 để trả lời.
con hãy quan sát lên màn hình xem suy nghĩ của các con có giống với đáp án của cô không nào. Trần Quốc Toàn xin gặp vua để đánh giặc. Câu hỏi số 2, tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toàn rất nóng lòng gặp vua. Các con đọc thầm đoạn 1, đoạn 2 để chúng mình trả lời. Những chi tiết cho thấy Trần Quốc Toàn rất nóng lòng gặp vua, đó là đợi mãi, không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Qua đó ta thấy được Trần Quốc Toàn rất nóng lòng muốn gặp nhà vua để xin đánh giặc. Câu hỏi số 3, vua khen Trần Quốc Toàn thế nào? Chúng mình đọc thầm đoạn 1, 2, 3 để trả lời. Lẽ ra Quốc Toàn làm trái phép nước, phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Vua khen Trần Quốc Toàn còn trẻ mà đã biết lo việc nước, cho nên đã tha tội cho Trần Quốc Toàn tự ý xông xuống thuyền rồng. Và vua đã ban cho Quốc Toàn món quà gì? Vua ban cho Quốc Toàn quả cam quý và khen Trần Quốc Toàn còn nhỏ mà đã biết lo cho nước. Thế vì sao được vua khen và được vua thưởng cho cam quý mà Trần Quốc Toàn vẫn ấm ức? Các con đọc thầm đoạn 4 để trả lời. Trần Quốc Toàn được khen mà vẫn ấm ức vì nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước, cho nên Trần Quốc Toàn rất là ấm ức. Và chính vì vậy, cho nên Trần Quốc Toàn đã bóp nát quả cam trong tay của mình. Khi nghĩ đến giặc ngang ngược, cậu đã nghiến răng và hai bàn tay bóp chặt, làm nát quả cam ở trong tay, quả cam quý vua đã ban cho. Vậy việc Trần Quốc Toàn vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì? Đó chính là câu hỏi số 5. Các con suy nghĩ để trả lời. Trần Quốc Toàn đã bóp nát quả cam, thể hiện Quốc Toàn rất yêu nước và căm thù giặc. Nhỏ tuổi như Trần Quốc Toàn mà đã có lòng yêu nước, căm thù giặc thì thật là đáng khâm phục, đáng để chúng ta học tập. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc lại toàn bài. Các con đọc cùng cô. Bóp nát quả cam, giặc nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu. Cho giặc mượn đường làm mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi,
vua ban cho Quốc Toàn một quả cam. Quốc Toàn ấm ức bước lên bờ. Vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ? Theo Nguyễn Huy Tường. Đây là hình ảnh Trần Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn nhỏ tuổi nhưng rất là yêu nước, căm thù giặc, rất là đáng khâm phục, đáng để cho chúng ta học tập. Chúng ta hãy học tập noi gương theo tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Toàn. Tiếp theo, cô mời chúng mình chuyển sang phần luyện tập theo văn bản đọc. Các con mở sách giáo khoa trang 102. Bài số 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Có hai nhóm: từ ngữ chỉ người, từ ngữ chỉ vật. Vậy các con hãy xếp những từ ngữ sau: Trần Quốc Toàn, vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm. Với những từ này thì từ nào là từ chỉ người các con sẽ xếp vào cột thứ nhất, từ ngữ nào là từ chỉ sự vật các con sẽ xếp vào cột thứ hai. Đó chính là yêu cầu của bài số 1. Cô mời các con suy nghĩ để trả lời. Vậy Trần Quốc Toàn là từ chỉ gì? Chỉ người. Vua là từ chỉ người. Thuyền rồng là từ ngữ chỉ vật. Quả cam là từ ngữ chỉ vật. Lính là từ chỉ người. Sứ thần từ chỉ người. Thanh gươm là từ ngữ chỉ sự vật. Cô mời các con đọc lại. Từ ngữ chỉ người: Trần Quốc Toàn, vua, lính, sứ thần. Từ ngữ chỉ vật: quả cam, thanh gươm, thuyền rồng. Bài tập số 2, kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động. Các con đọc thầm, suy nghĩ để trả lời. Các con quan sát trên màn hình xem suy nghĩ của các con có đúng không? Trần Quốc Toàn xô mấy người lính gác xăm xăm xuống bến để gặp vua. Đây chính là câu nêu hoạt động. Và hoạt động là xô người lính gác là hoạt động thứ nhất. Hoạt động thứ hai là xăm xăm xuống bến để gặp vua. Đây chính là câu nêu hoạt động. Và trong câu nêu hoạt động có từ ngữ chỉ hoạt động. Cô mời các con chuyển sang tiết 3, viết chữ hoa quy, chữ hoa cu kiểu 2. Các con quan sát chữ hoa cu. Chữ cu viết hoa kiểu 2. Chữ cu mà kết hợp với chữ u ta đọc là của, còn viết một mình ta đọc là cu. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to. Viết nét lượt ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Ta được chữ cu viết hoa kiểu 2. Chữ cu viết hoa kiểu 2, cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to.
lượn ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, ta được chữ cu viết hoa kiểu hai. Cô mời các con đọc câu ứng dụng. Trần Quốc Toàn là người anh hùng nhỏ tuổi. Các con lưu ý, Trần Quốc Toàn là tên riêng chỉ người, các con viết hoa và viết hoa chữ cu kiểu hai. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Con nhìn hình ảnh minh họa anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toàn đang cầm quả cam quý ở trong tay. Bây giờ chúng mình thực hành viết vở. Các con hãy chỉnh lại tư thế ngồi và cầm bút cho đúng để chúng mình viết bài. Cu viết hoa kiểu hai. Chữ cu mà kết hợp với chữ u, ta đọc là của. Còn viết một mình ta đọc là cu. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to. Viết nét lượn ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Ta được chữ cu viết hoa kiểu hai. Các con viết cho cô hai dòng chữ hoa cu. Năm cỡ to, cao 5 ô ly, rộng 5 ô ly kiểu 2. Các con luyện viết vào vở, hoặc các con có thể viết nhiều hơn 2 dòng thì càng tốt. Chữ cu viết hoa kiểu 2. Chữ cu mà kết hợp với chữ u, ta đọc là của. Còn viết một mình ta đọc là cu. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to. Viết nét lượn ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Ta được chữ cu viết hoa kiểu hai. Chữ cu viết hoa kiểu hai, cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to. Viết nét lượn ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Ta được chữ cu viết hoa kiểu hai. Chữ cu viết hoa kiểu 2, cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong trái nhỏ. Viết tiếp nét cong phải to. Viết nét lượn ngang từ trái sang phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ. Ta được chữ cu viết hoa kiểu 2. Các con viết 2 dòng chữ cu viết hoa kiểu 2, cao 2 ô ly rưỡi. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo để chúng mình viết câu ứng dụng. Trần Quốc Toàn là người anh hùng nhỏ tuổi. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Trần Quốc Toàn là tên riêng chỉ người, chúng mình viết hoa. Và chúng mình viết chữ hoa cu, kiểu 2. Các con viết 3 dòng chữ thẳng, nét thanh đậm. 3 dòng chữ nghiêng, nét thanh đậm. Trần Quốc Toàn là người anh hùng nhỏ tuổi. Các con bấm dừng video để viết. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo.
Cô mời chúng mình chuyển sang tiết 4, nói và nghe. Ở tiết học này, chúng mình sẽ học chuyện bóp nát quả cam. Đây là 4 bức tranh minh họa cho câu chuyện bóp nát quả cam. Bây giờ các con lắng nghe cô giáo kể nội dung câu chuyện. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xâu mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Đây là hình ảnh Trần Quốc Toàn. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu: cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội, nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, vua ban cho Quốc Toàn một quả cam quý. Đây là hình ảnh Trần Quốc Toàn và đây là nhà vua ban cho Quốc Toàn quả cam. Toàn ấm ức bước lên bờ, vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. Các con vừa nghe cô kể câu chuyện bóp nát quả cam. Bây giờ chúng mình quan sát hình ảnh của Trần Quốc Toàn. Câu chuyện ca ngợi người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toàn. Ngay từ khi còn bé, Trần Quốc Toàn đã rất quan tâm đến việc nước. Điều này thể hiện Trần Quốc Toàn là người rất là yêu nước, căm thù giặc, căm thù quân xâm lược. Bây giờ cô mời các con luyện kể lại từng đoạn của câu chuyện. Cô mời các con luyện kể lại đoạn 1. Sau đó các con sẽ tự kể. Bây giờ các con kể lại cùng cô. Giặc Nguyên Mông cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toàn vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết so mấy người lính gác xăm xăm xuống bến. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình luyện kể lại đoạn 1. Kể xong, chúng mình lại bấm tiếp theo sang đoạn 2. Gặp vua, Quốc Toàn quỳ xuống tâu: cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình luyện kể đoạn 2. Kể xong, chúng mình sang đoạn 3. Vua cho Quốc Toàn đứng dậy, ôn tồn bảo: Quốc Toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội, nhưng còn trẻ đã biết lo việc nước, ta có lời khen.
Nói rồi, vua ban cho Quốc Toàn một quả cam quý. Các con luyện kể đoạn 3. Kể xong, chúng mình chuyển sang đoạn 4. Quốc Toàn ấm ức bước lên bờ, vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Khi trở ra, Quốc Toàn xòe tay cho mọi người xem cam quý, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. Các con bấm dừng video để luyện kể đoạn 4. Kể xong, chúng mình bấm tiếp theo. Các con kể lại toàn bộ câu chuyện. Dựa vào 4 bức tranh minh họa, các con kể lại nội dung của toàn bộ câu chuyện bóp nát quả cam. Vậy trong bài này, chúng mình đã được biết đến người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toàn. Và đây là hình ảnh anh hùng nhỏ tuổi Trần Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám. Anh hùng Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toàn, vân vân. Có rất nhiều anh hùng khác nữa chúng mình sẽ được học ở những bài tiếp theo. Ở các lớp, lên các lớp trên, các con sẽ được học nhiều anh hùng dân tộc khác nữa. Các con thân mến, noi gương các anh hùng, các con hãy cố gắng chăm ngoan, học tập thật tốt để trở thành những người có ích cho đất nước, sau này lớn lên xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Câu chuyện bóp nát quả cam đã khép lại nội dung bài học hôm nay. Các con hãy ghi nhớ những kiến thức trong bài học để chúng mình vận dụng vào làm bài và các con ứng dụng vào trong cuộc sống. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.